Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tin Mới. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin mới nhất về tình hình chính trị xã hội được cập nhật liên tục trong 24 giờ qua. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Trung Quốc nâng cảnh báo lũ lụt lên mức khẩn cấp quốc gia, hơn 100 người thiệt mạng và mất tích. Vừa qua, Trung Quốc đã nâng mức độ cảnh báo lũ lụt lên mức ứng phó khẩn cấp quốc gia do mưa lớn diễn ra liên tục và lũ lụt xảy ra trên khắp đất nước. Trong trận lụt lần này, hơn 100 người đã bị thiệt mạng, kỳ thi và đại học đã bị hoãn lại. Truyền hình nhà nước Trung Quốc đưa tin rằng văn phòng chính phủ Trung Quốc chịu trách nhiệm kiểm soát lũ lụt đã nâng mức ứng phó lên mức 3 trong thang cảnh báo 4 mức, đồng thời cho biết rằng 13.117 nhân viên cứu hộ và ứng cứu khẩn cấp đã được triển khai để ứng phó với lũ lụt. Các nhà chức trách xác nhận rằng trên toàn quốc có ít nhất 119 người đã chết hoặc mất tích do mưa bão. Bộ ứng phó khẩn cấp ước tính thiệt hại về kinh tế vượt quá 40 tỷ nhân dân tệ, khoảng 5,7 tỷ đô la Mỹ. Theo cơ quan khí tượng Trung Quốc, các tỉnh bao gồm Quý Châu, An Huy, Hồ Nam và Hồ Bắc dự kiến lượng nước mưa đạt trong khoảng 250mm đến 280mm. Theo China Daily đưa tin, thành phố Vũ Hán, nơi dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát lần đầu tiên, đã chịu một trận mưa lớn kỷ lục với lượng nước mưa đạt 426mm. Chính quyền đã phải sử dụng máy bơm lớn để hút nước từ những con đường bị ngập lụt tại thành phố. Tân Hoa Xã đưa tin rằng một hồ chứa nước chính ở phía đông nam tỉnh Chiết Giang đã phải mở các đập tràn lần đầu tiên sau 9 năm để hạ thấp mực nước. Năm nay, Trung Quốc có khoảng 12 triệu học sinh đang chuẩn bị cho kỳ thi vào đại học. Cơ quan khí tượng cảnh báo các phụ huynh cần chú ý xem thông tin về dự báo thời tiết và chuẩn bị cẩn thận cho con em khi đi ra ngoài. Chính quyền địa phương tỉnh An Huy cho biết các kỳ thi diễn ra tại một số khu vực của tỉnh đã bị hoãn lại do trận lụt tồi tệ nhất trong 50 năm. Thành phố Tiền Giang ở miền Trung Hồ Bắc là thành phố đầu tiên đưa ra cảnh báo ứng phó lũ lụt cấp 1 sau khi hệ thống đường giao thông và đất nông nghiệp bị ngập lụt. Hai tỉnh Hồ Bắc và Hồ Nam cũng đã đưa ra cảnh báo lũ màu cam. Đây là mức cảnh báo cấp 2 trong thang cảnh báo 4 mức. Mực nước của một số con sông tại hai tỉnh này đã dâng cao hơn mức cảnh báo từ 2 đến 3 mét. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin rằng một chiếc xe buýt đã lao xuống một hồ chứa nước ở phía tây nam tỉnh Quý Châu, trong đó 21 người đã thiệt mạng và 15 người khác bị thương. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người trên xe buýt tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, cũng như nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Lũ lụt trên khắp miền Nam Trung Quốc khiến 106 người thiệt mạng. Siêu đô thị Trùng Khánh ở phía tây nam Trung Quốc là khu vực mới nhất bị lũ lụt tấn công, trong lúc các khu vực phía nam của đất nước này đang phải chiến đấu với trận lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Nhiều tuần mưa lớn đã tàn phá 26 tỉnh, ảnh hưởng đến 19 triệu dân, ít nhất 106 người được xác nhận đã chết hoặc mất tích. Theo tin tức tờ Nhân dân Nhật báo, Trùng Khánh đã phải hứng chịu những cơn mưa dữ dội kể từ đầu tháng, ảnh hưởng đến 28 trong số 38 quận của thành phố này. Lượng mưa cao nhất đạt 128mm ngày hôm trước. Nước ở 116 con sông địa phương đã tăng lên từ 1 đến 10 mét. Tân Hoa Xã dẫn lời các quan chức thành phố Trùng Khánh nói rằng mực nước của 12 con sông cao hơn giới hạn tối đa, có nghĩa là các con đê có thể vỡ bất cứ lúc nào. Theo các nguồn tin, có ít nhất một người chết, một người mất tích và gần 60.000 người đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trong thành phố. Chính quyền địa phương tại một khu vực ở Trùng Khánh đã cảnh báo những người sống ở tầng thứ tư trở xuống trong các tòa nhà gần các con sông phải chuẩn bị sơ tán. Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với The Epoch Times, một quan chức từ khu phố Shanghuan ở Trùng Khánh đã nói, Cục Thủy văn của Trùng Khánh nói với chúng tôi rằng trận lụt năm nay rất tồi tệ. Người này cũng bổ sung rằng những người dân sống ở tầng 4 hoặc thấp hơn nên bắt đầu chuẩn bị sơ tán để khi lũ lụt vừa bắt đầu thì họ có thể nhanh chóng trốn thoát. Quan chức này cho biết nếu mực nước ở Shanghuan đạt mức 180m so với mực nước biển, nó sẽ nhấn chìm tầng 1 ở độ cao 190m, nó sẽ ngập đến những khu vực cao hơn tầng 2, vì vậy tầng thứ 3 và thứ 4 cũng cần phải cảnh giác. Hai con sông chảy qua Trùng Khánh là sông Dương Tử và sông Gia Lăng. Vào năm 1981, khi mực nước của cả hai con sông đạt 193m, 15 triệu người đã bị ảnh hưởng và 1,5 triệu người bị mất nhà cửa.
Ông Lưu, một người dân ở quận Kỳ Giang ở Trùng Khánh, nói với The Epoch Times rằng khu vực trung tâm thành phố đã bị lụt một ngày trước đó và mực nước của sông Kỳ Giang bị dâng lên 3 mét. Tầng trên của nhiều tòa nhà cũng bị ngập lụt trong nước lũ. Đất lở chôn vùi đường cao tốc. Một camera giám sát đã ghi lại khoảnh khắc một trận lở đất chôn vùi một đường cao tốc ở Trùng Khánh. The Epoch Times đã gọi đến Trung tâm Dịch vụ Đường Cao tốc Trùng Khánh và được cho biết đường cao tốc hiện đã bị đóng cửa. Người điều hành trung tâm nói cả hai đường cao tốc đều bị chôn vùi, đất lở quá nghiêm trọng. Hôm qua, các tỉnh khác ở miền Nam Trung Quốc bao gồm Vân Nam, Tứ Xuyên, Hồ Bắc, An Huy cũng thông báo tình trạng bị lũ lụt. Cùng ngày, Bộ Thủy lợi Trung Quốc tuyên bố mực nước của 304 con sông ở Trung Quốc đã vượt qua giới hạn chống lũ. Bộ này cho biết tháng 7 và tháng 8 là những giai đoạn quan trọng để kiểm soát lũ lụt. Lũ lụt làm sập nhà mới xây, chủ nhà khóc không ra nước mắt, chỉ trách nhân họa. Mưa lớn vẫn tiếp diễn ở miền Nam Trung Quốc khiến 26 tỉnh thành bị lũ lụt bao vây, trong đó tỉnh Hồ Bắc bị ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng. Tính đến nay có ít nhất 4,55 triệu người đã bị ảnh hưởng và 1.795 ngôi nhà bị phá hủy. Có chủ nhà chứng kiến ngôi nhà mới xây trị giá 500.000 nhân dân tệ, khoảng 1,6 tỷ Việt Nam đồng của họ bị nước lũ cuốn sập mà khóc không ra nước mắt. Theo truyền thông Đại Lục đưa tin, một cơn mưa lớn dữ dội đổ xuống làng Chi Trá Bình, thành phố Nghi Sương, tỉnh Hồ Bắc. Ngôi nhà 2 tầng mới xây trị giá 500.000 nhân dân tệ của anh Lý Phát Quỳ đã bị lũ cuốn trôi và gia đình anh hiện không còn nhà để ở. Nói về lý do ngôi nhà sụp đổ, anh Lý cho biết vì đống đổ nát của ngôi nhà đối diện bị lũ cuốn trôi năm 2016 chưa được dọn sạch nên dòng nước đã bị chuyển hướng làm ngôi nhà của anh bị cuốn trôi. Trong những ngày qua, những trận mưa lớn liên tục ở miền Nam Trung Quốc đã gây ra lũ lụt ở nhiều khu vực. Chính quyền Trung Quốc thừa nhận rằng nửa đầu năm nay có gần 50 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi thiên tai, tăng 41,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Cục Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc tuyên bố rằng thiên tai ở Trung Quốc trong nửa đầu năm nay chủ yếu là lũ lụt, mưa đá và thảm họa địa chất. Theo số liệu chính quyền công bố, trong năm nay Trung Quốc đã có tổng cộng 49,609 triệu người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, 271 người chết và mất tích, 913.000 người phải sơ tán và tái định cư khẩn cấp, 19.000 ngôi nhà bị sập, 785.000 ngôi nhà bị thiệt hại ở các mức độ khác nhau. Diện tích cây nông nghiệp bị ảnh hưởng là 6.170.200 ha, tổn thất kinh tế trực tiếp là 81,24 tỷ nhân dân tệ. Theo Cục Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, miền Nam Trung Quốc là khu vực chịu thảm họa chính. Mưa lớn trong khu vực đã gây ra một lượng lớn các thảm họa địa chất ở Giang Tây, Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên và các tỉnh khác. Đặc điểm của thiên tai lần này là xảy ra ở nhiều khu vực trên diện tích lớn, lại mang tính đột phá cao. Nói dối và che đậy sự thật đã trở thành bản tính của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hơn nữa họ lại thường xuyên giảm nhẹ mức độ của thiên tai. Vì vậy, ngoại giới lo rằng, trên thực tế, các đợt thảm họa này thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Nhiều người dân địa phương cho biết rất nhiều nơi đã xảy ra lở đất, dòng đất đá dồn xuống trực tiếp chôn vùi những ngôi nhà, đường sắt bị lũ cuốn trôi, cửa hàng và nhà cửa bị ngập nước, thậm chí ngập đến tầng 4. Một số ngôi làng bị cuốn trôi hoàn toàn, có nơi còn xảy ra trường hợp người và nhà cũng bị lũ cuốn đi. Vì vậy, dữ liệu thương vong thực tế nhiều khả năng rất đáng báo động. Tình hình Vũ Hán nguy cấp, cảnh báo lũ nâng 2 cấp liên tiếp trong vòng 2 giờ. Mưa bão và lũ lụt trong lưu vực sông Dương Tử ở Trung Quốc vẫn đang tiếp tục kéo dài. Cục Tài nguyên nước thành phố Vũ Hán cho biết, từ 6 giờ 30 phút sáng nay, cấp độ ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ đã nâng từ cấp 3 lên cấp 2 và yêu cầu tất cả các đơn vị liên quan phải nỗ lực hết sức trong công tác phòng chống và cứu trợ thiên tai. Trước lúc đó, cũng có thông báo chính thức rằng từ 5 giờ, cấp độ ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ tại Vũ Hán sẽ được nâng từ cấp 4 lên cấp 3 và cấp độ ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ sẽ tăng từ cấp 3 lên cấp 2. Trước đó, kênh truyền thông SOH đã đưa tin rằng vào sáng sớm, toàn bộ thành phố Vũ Hán đã bị mưa bão lớn tấn công với lượng mưa tối đa hơn 250mm trong 24 giờ.
tại ga Ô Long Tuyền ở quận Giang Hạ, lượng mưa lên tới 393,6mm, cộng với việc Tam Hiệp toàn lực xả lũ khiến mực nước ở hạ lưu sông Dương Tử tăng vọt. Mực nước trên sông Dương Tử tại Vũ Hán đã vượt qua mực nước cảnh báo thêm 1,6m. Hệ thống xả lũ ở Vũ Hán ở trong tình trạng tê liệt hoặc bán tê liệt và toàn bộ thành phố lại một lần nữa chìm trong nước. Đến 4 giờ cùng ngày, mực nước của trạm hãn khẩu trên sông Dương Tử là 26,79m, cao hơn 1,79m so với mức phòng lũ. Mực nước tại trạm Tân Câu trên sông Hán Giang là 27,51m và vượt mức cảnh báo là 0,01m. Theo dự báo của Bộ phận Khí tượng Thủy văn ở Vũ Hán vẫn sẽ có mưa lớn. Mực nước của Trường Giang, Hán Giang và các con sông nhỏ và vừa sẽ tiếp tục tăng và tình hình phòng chống lụt bão sẽ rất nghiêm trọng. Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin, sau khi trận hồng thủy số 1 xuất hiện ở thượng nguồn sông Dương Tử, đập Tam Hiệp đã mở 3 cửa xả lũ, tuy nhiên đỉnh lũ vẫn chưa đến và mực nước của Tam Hiệp không giảm mà ngược lại tăng, có thể xảy ra mất kiểm soát. Theo thống kê chính thức của SOH, sau khi chính quyền tuyên bố mở cửa xả lũ thứ 3, mực nước của đập Tam Hiệp đã tăng lên 148,7m vào lúc 3 giờ chiều qua. Lúc 10 giờ tối cùng ngày, mực nước đã tăng lên 149,04m và lúc 7 giờ tối nay, mực nước của Tam Hiệp đạt 149,54m. Đoạn video được cư dân mạng đăng tải cho thấy đại lộ Hữu Nghị Vũ Hán đã biến thành một dòng sông với độ sâu khoảng nửa mét. Đại lộ Hữu Nghị Vũ Hán là một đại lộ chính song song với sông Dương Tử, chỉ cách sông Dương Tử 2 dãy nhà. Đại lộ Hữu Nghị đã bị ngập lụt tới mức này và có thể suy ra được thảm họa ở các khu vực khác của Vũ Hán, thậm chí còn tồi tệ hơn. Thông tin chính thức cho biết, tính đến 8 giờ hôm qua, lưu lượng nước chảy vào hồ chứa Tam Hiệp đã giảm xuống còn 31.000 m³/giây. Sau đỉnh lũ, dòng chảy của Tam Hiệp hôm nay bắt đầu đã giảm khoảng 30%, được kiểm soát ở tốc độ 35.000 m³/giây để giảm áp lực kiểm soát lũ ở khu vực trung và hạ lưu của sông Dương Tử. Kể từ khi xây dựng, đập Tam Hiệp đã gây tranh cãi trong một thời gian dài. Để đảm bảo con đập sẽ không vỡ trong 24 giờ, đập đã toàn lực xả lũ. Tuy vậy, điều này sẽ làm trầm trọng thêm tai họa cho khu vực trung và hạ lưu. Do đó, người ta nghi ngờ rằng việc xả lũ này còn gây ra hiệu ứng tiêu cực lớn hơn cả hiệu ứng tích cực. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.